Thì sau khi mình đã học về cái phần truy xuất và một phần tử theo cái nhu cầu nhất định rồi á, thì mình sẽ bắt đầu thay đổi một số thông tin của cái cấu trúc DOM. Thì điển hình nhất đó chính là thuộc tính. Thì các bạn thấy nè, trong HTML thì mình có rất nhiều dạng thuộc tính khác nhau ha. Ví dụ như là thể hình ảnh, thể hình. Đây mình có một cái thuộc tính là src ở đây. Tương tự đây là thuộc tính alt. Thì mình hoàn toàn có thể truy xuất được vào cái thuộc tính này để thay đổi cái giá trị thành một cái giá trị mới. Giả sử tính cái thuộc tính sụt của mình là một cái giá trị rỗng chẳng hạn. Đó, giả sử là một cái giá trị rỗng. Thì mình sẽ tạo một cái file 3 ở đây, main 3. Sau này mình coi như là cái dữ liệu mình lấy từ server về được một cái biến, được một cái đường dẫn hình ảnh ở đây. Thì mình sẽ demo bằng cách lấy đại một tấm hình nào đó bất kỳ trên mạng ha. Hình ảnh này. Lại tấm này đi, chuột phải, open email inner in new tab, đây copy cái đường link này, lấy hình khác ha, này sẽ xem, chuột phải, open email in new tab, rồi mình sẽ copy cái đường link này. Giả sử như sau này cái bước đầu tiên là mình lấy từ server về, sau khi lấy được dữ liệu về thì mình sẽ có một cái biến hoặc là một cái object gì đó để lưu cái dữ liệu này, lưu cái hình này. Và mình trải qua một cái thao tác là mình sẽ thay đổi lại cái thuộc tính của tấm hình. Thay đổi lại cái thuộc tính của tấm hình. Thì rất là dễ, đầu tiên muốn thay đổi được tấm hình, thay đổi được cái thuộc tính của tấm hình á, thì mình bắt buộc phải truy xuất được vào cái hình này đã. Thì mình có thể tạo cho nó một cái class gì đó ha, ví dụ như là hình ảnh này. Hình ảnh. Rồi, run. Đây thì đầu tiên mình phải truy xuất bằng hình ảnh đó cái đã. Và image bằng document.query selector. Mình sẽ dùng cái query selector để truy xuất vào cái class này. Thì thằng này hôm trước mình học rồi ha. Nó là query selector cho nên nó sẽ trả về cho mình một phần tử thôi. Một phần tử the first element đầu tiên thôi. Rồi mình sẽ thử console new log coi có chạy được hay chưa đã nè. Ok, run lại. Chuột phải inspect element. Rồi, thì hiện tại mình đã lấy được cái hình này ra rồi. Nhưng mà do hình của mình là nó là một cái hình rỗng, sụt rỗng cho nên nó không có hiển thị ở đây. Tương tự ALT cũng vậy. Thì khi đã có được tấm hình này rồi thì mình sẽ học cái cách để mình thay đổi lại thuộc tính ha. Thì mọi người nhớ là tất cả các dạng thuộc tính, tất cả các thuộc tính của tất cả phần tử đều có thể dùng cách này để truy xuất và để thay thế. Thì ở đây mình có thể cho nó là đầu tiên có cái nhu cầu là thêm, là phải sửa ha, thay đổi này, thay đổi thuộc tính có sẵn này. Thì hiện tại mình sẽ ghi hình ảnh, mình sẽ chấm tới một cái hàm nó có tên là set attribute. Thì trong lập trình mình sẽ có hai cái khái niệm đó là get và set ha. Get tức là lấy dữ liệu, hoặc là lấy thông tin nào đó. Còn set tức là thiết lập ha, thiết lập dữ liệu mới hoặc là thiết lập cái thông tin mới. Thì trong trường hợp này mình sẽ thiết lập cái thông tin mới này. Mọi người để khi mình mở ngoặc ra nó sẽ có cái gợi ý cho mình ha. Thì đây mình coi như cái set attribute này là một cái hàm, một cái function. Một function, thực tế bản chất nó là một cái method ha, một cái method của object element. Của cái object này thì mình sẽ coi cái hình này là một object nha. Thì ở đây nó sẽ truyền vào hai tham số. Tham số đầu tiên chính là cái tên thuộc tính mà mình muốn thay đổi này. Từ đây mình sẽ truyền vào đây là tên thuộc tính, đó chính là src phải. Và cái thứ hai là cái giá trị mới mà mình muốn xét vào. Thì giá trị mới chính là cái, ví dụ bình thường mình copy cái chuỗi này chẳng hạn, mình bỏ vào đây đó, thì mình sẽ có tấm hình như này. Thì khi mình thay đổi bằng JavaScript á, thì cái sụt của hình nó sẽ thay đổi theo đây. Sụt của hình này nó sẽ thay đổi theo. Thì thay vì mình truyền vào một cái chuỗi trực tiếp như thế này á, thì mình có thể gán nó thông qua một biến và sau đó mình truyền vào đây cái biến đó. Đây, truyền vào đây cái biến ở phía trên. Rồi, run lại. Ok. Thì bạn thấy là cái sụt của mình đã thay đổi rồi. Thì không chỉ riêng cái src này ha, cái alt này mình cũng có thể thay đổi này. Đây. Thì mình tương tự thôi, mình cũng sẽ gọi cái hàm là set attribute. Set attribute nó có tên là alt phải se image đó, ví dụ vậy.
thì lúc này cái thuộc tính ALT nó cũng thay đổi theo ý mình luôn. Run lại. Đây, ALT. Thậm chí là đối với một tấm hình á, mình có cái thuộc tính width và height đúng không? Ví dụ bình thường trong HTML mình ghi như này là width bằng 300. Thì mình sẽ có cái chiều rộng là 300. Đó. Vậy thì giả sử như nó không có ở đây đi, mình vẫn có thể xét được ha. Mình vẫn có thể xét width được nó vào trong đây. Thì mình sẽ gọi tiếp thôi. Hình ảnh này chấm xét attribute. Attribute này có tên là width và giá trị là mình sẽ truyền một con số ví dụ 1000 chẳng hạn. Hoàn toàn được ha. 1000 thì cái hình hình của mình nó sẽ có chiều rộng là 1000 pixel. Đây. Width là 1000. Đó, thậm chí mình có thể thêm một cái thuộc tính mới mà mình tự đặt ra. Ở đây mình sẽ giảm nhỏ lại thành 300 đi. Tự đặt ra tức là hình này, chấm xét attribute. Cái thuộc tính này có tên là title chẳng hạn. Vậy à, ở đây mình sẽ truyền vào là tiêu đề của hình ảnh này. Thì nó cũng theo như mình một cái thuộc tính mới luôn. Thì cái thuộc tính này nó sẽ gắn vào cấu trúc đâm ha, gắn vào cấu trúc đâm ứng với cái object image này. Rồi, các bạn thấy nè. Đây, cấu trúc HTML của mình sẽ có thêm một thuộc tính là title, tiêu đề của hình ảnh nha. Đó. Thì sau này mình có thể thay đổi rất nhiều thông tin ha. Ngoài set attribute ra thì mình có thể lấy thông tin ra. Đây là set này, tức là thiết lập thông tin mới. Đây là set. Và cái thứ hai là get. Get. Bây giờ mình có thể lấy được cái gì? Ví dụ như mình muốn là lấy cái data title này ra chẳng hạn. Đây là test 1, này là test 2. Đó. Đầu tiên mình phải truy cập vào tất cả những phần tử với điều kiện là nó có tồn tại cái thuộc tính này. Ha, nó có tồn tại thôi. Trong cái buổi hôm trước á, là mình truy cập vào cái data table bằng model. Ở đây là mình truy cập chính xác luôn. Chính xác là cái giá trị model á, thì mình mới lấy. Tuy nhiên mình có thể truy cập với cái tên thì cũng được. Tức là nó chỉ cần tồn tại cái tên này thôi là đủ rồi. Chứ không cần quan tâm tới giá trị. Giá trị có thể khác nhau. Nhưng mà cái tên thuộc tính thì bắt buộc phải giống nhau. Đầu tiên mình phải truy xuất đã ha. Truy xuất đã. Ở đây mình tạo ra một cái var này. Một cái element có cái data title chẳng hạn. Này mình đặt tên thôi. Bằng document.query selector on. Thì bây giờ mình muốn truy xuất vào tất cả đây thì mình sẽ dùng on để nó trả về cho mình nhiều phần tử ha. Thì mình sẽ ghi như này. Data title thôi. Thì đây chính là selector của CSS nè. Để chứng minh được việc đó thì mình sẽ vào thử cái trang vào thử cái file CSS mình viết cho nó một cái đoạn code nào đó ha. Style nè. Rồi, ở đây mình ghi như này thôi. Color red. Rồi run lại. Thì các bạn thấy là mình sẽ có hai phần tử có màu đỏ, đó chính là cái data title test 1 và data title test 2. Ghi như vậy vẫn hợp lệ ha, vẫn hợp lệ. Bởi vì CSS hợp lệ cho nên mình hoàn toàn có thể dùng cái này để đưa vào trong cái JavaScript để mình truy xuất bằng query selector on. Bỏ đây thôi. Thì theo dự đoán nó sẽ trả về cho mình hai phần tử. Nên lại. Đây, nó trả về cho mình hai phần tử. Thì cái này mình nên ép kiểu về array ha, ép kiểu về array tức là mình sử dụng cái array from đó, hôm trước mình học rồi. Array from. Ép kiểu cái này về array là xong. Thì mình sẽ có được một cái mảng có hai phần tử. Thì mình sẽ chạy vòng for. Chạy vòng for vào cái mảng này để mình lấy từng cái giá trị ra. Lấy từng cái giá trị data title này nè. Ok. Và mình set mới cho cái thằng ID bên trên chẳng hạn. Rồi. Ở đây mình sẽ chạy vòng for ha. For var index bằng 0. Index bé hơn element data title.len. Đó và index cộng cộng. Thì ở trong đây mình sẽ thử ha, mình sẽ thử console.log cái element data title truy xuất vào cái giá trị index. Bạn tưởng tượng đi, ví dụ như mình ghi như này là 0 này. Phẩy in thêm cái giá trị index vào đây. Thì mình sẽ luôn luôn lấy ra cái phần tử đầu tiên. Luôn luôn lấy ra phần tử đầu tiên và bên cạnh nó sẽ có một index. Thì thay vì mình luôn luôn lấy ra phần tử đầu tiên á, cái biến nó có thay đổi mà, cho nên mình sẽ truyền cái index này. Truyền cái index này vào trong cái con số ở đây. Thì mình sẽ lấy ra được phần tử tương ứng với từng cái vòng lặp. Đây. Thì vòng lặp thứ nhất mình sẽ có index bằng 0. Index bằng 0 thì mình sẽ truy xuất vào cái element có phần tử có index bằng 0. Tương tự test 2. Thì lúc này mình chỉ cần lấy cái chủ đề ra thôi, đúng không? Lấy ra bằng cách là từ cái element này nè. Cái này nó đóng vai trò là element của mình ha.
Thì đây là một element, cái hình ảnh này cũng là một element. Thì từ cái element này mình hoàn toàn có thể gọi tới cái thằng là chấm get attribute. Đó, đây là lấy nha, get là lấy ra thôi chứ không có phải là set. Thì mình sẽ truyền đúng cái tên vào, đó là data title. Rồi mình sẽ thử console chấm log cái giá trị này ra. Rồi lại. Thì mình sẽ lấy được hai thông tin, thứ nhất là test 1 và test 2. Thì nhiệm vụ của mình á là khi mình lấy thông tin này ra rồi á thì mình phải xét mới cho thằng này. Tức là xét mới như này này, bạn hình dung này, cái kết quả của mình nó sẽ như sau. Thằng này nó sẽ có data title luôn là bằng test 1 cách một cái và test 2. Đó, tức là gì? Tức là nó sẽ vô nối lại ha. Nối lại tất cả các chuỗi đó để thành một cái giá trị chung mình xét vào cho ID này. Đó. Vậy thì xét về mặt logic á, đầu tiên mình nối chuỗi đã ha, nối chuỗi đã rồi tính sau. Thì nối chuỗi rất là dễ, mình có thể tạo ra một cái biến tạm ở đây. Một cái biến tạm là một cái chuỗi rỗng thôi. Một biến tạm là một cái chuỗi rỗng thôi, và trong quá trình nó chạy vòng lặp á thì mình sẽ nối chuỗi lại. Xem biến này mình sẽ gắn bằng với cái giá trị cũ cộng với cái giá trị mới để nối chuỗi ha, và cộng với một cái khoảng trắng. Nhớ nha, cộng với một khoảng trắng. Thì sau cái vòng lặp này mình sẽ lấy, mình sẽ console chấm log ra cái biến tem này bằng run. Thì mình sẽ thu được một cái chuỗi đã được nối hoàn tất, một cái chuỗi đã được nối hoàn tất. Thì mình sẽ thử sử dụng cái debugger để mình coi nó chạy từng dòng như thế nào ha. Đây là cái logic này, debugger mình bỏ đây rồi lên lại. Thì bạn thấy là cái JavaScript của mình nó sẽ dừng ngay tại cái dòng 19 để chờ mình thao tác chạy từng dòng ha. Thì mình sẽ dùng cái công cụ đây, step này, để chạy từng dòng một. Rồi, dòng thứ nhất nó chạy đó là chính là cái câu lệnh đầu tiên của vòng for, là nó tạo ra một cái biến index bằng 0. Tạo ra một biến index bằng 0. Và sau đó nó sẽ kiểm tra điều kiện ha, kiểm tra điều kiện thì cái len này nó đang là bằng 2 này. Cho nên cái index sẽ bé hơn. Thì lúc này các bạn thấy là cái biến tem của mình đó, nó đang bằng rỗng nha. Nó đang bằng rỗng. Nhưng mà cái này nè, nó khi nó lấy ra nó sẽ lấy ra được là cái giá trị test 1. Và rỗng cộng test 1 cộng với khoảng trắng thì lúc này các bạn thấy cái tem của mình đó, nó sẽ thành là test 1 cách test 1 và có khoảng trắng ở phía sau nè. Rồi sau đó nó thực thi cái dòng là index cộng cộng. Nó tăng lên 1. Tăng lên 1 nha. Và lúc này nó lại kiểm tra cái biểu thức so sánh. So sánh với cái len này thì hiện tại index bằng 1 và nó so sánh nhỏ hơn 2 thì đúng rồi đúng không? Điều kiện đúng cho nên nó sẽ chạy vòng lặp thêm một lần nữa. Thì sau cái chạy vòng lặp thêm một lần nữa, mình thấy là cái tem hiện tại này, cái tem hiện tại đang là test 1 khoảng cách. Và cái giá trị này nó lấy từ cái phần tử thứ hai, thì phần tử thứ hai nó sẽ có giá trị là test 2. Test 2. Cho nên nó khi sau vòng lặp này mình sẽ thấy là cái biến tem của mình, biến tạm của mình đó, nó sẽ có giá trị là test 1 cách và test 2 cách. Đó. Và lúc này lại tiếp tục tăng cái index lên cộng 1. Và index sẽ bằng 2. Index bằng 2 và cái len vẫn bằng 2, cho nên cái điều kiện nhỏ hơn nó sẽ sai. 2 không thể nào nhỏ hơn 2 được. Cho nên điều kiện này, biểu thức so sánh này nó sẽ trả về cho mình là false. Thì khi nó gặp là false nó sẽ không có chạy vòng lặp nữa ha. Nó sẽ thoát khỏi vòng lặp để thực thi tới cái dòng console chấm log ở đây. Và sau khi thực thi cái dòng console chấm log nó sẽ in cái biến tem này ra đây. Tem mình như thế này. Thì các bạn phải lưu ý này, cái biến tem của mình nó đang bị dư nha. Nó đang bị dư một khoảng trắng ở phía sau. Hay nói khác là nó đang như thế này này. Test bằng. Đó, nó có một khoảng trắng ở phía sau này. Thì trong JavaScript để có thể remove được khoảng trắng ở hai đầu á thì mình có thể dùng một cái hàm là hàm trim. Ví dụ test chấm trim này, mình cắt hai đầu này. Giống như khi mình học về Photoshop thì cũng có cái trim này để cắt những cái phần thừa đó. Đây khi mình gọi tới cái hàm là chấm trim thì đây mình coi như là một cái method ha, một cái method hỗ trợ dành riêng cho kiểu dữ liệu string này, thì nó sẽ cắt bớt đi khoảng trắng thừa ở đầu và khoảng trắng thừa ở cuối, ở đầu và cuối. Ví dụ mình thử một cái trường hợp test khác bằng một cái chuỗi cách ra như này, cách rất là nhiều, xong rồi ABCDF gì đó, và phía sau cũng cách luôn. Đây thì biến test của mình khi mà in ra nó sẽ như này nha, khi mà in ra nó sẽ như này đó. Tuy nhiên nếu như mình gọi biến test này mình trim một cái thì nó sẽ gọt bớt giúp mình
cái khoảng trắng ở đầu và khoảng trắng ở cuối. Thì ở cái thời điểm này, khi trước khi mà mình lấy xong rồi nè, ở đây tại thời điểm này nó đang bị dư khoảng trắng đúng không? Chỗ này là đang bị dư một cái khoảng trắng cuối cùng. Đó. Thì khi mà mình xét cái giá trị mới, data title mới cho cái ID demo á, thì mình sẽ trim ha. Trước khi mình xét mình sẽ trim. Thì muốn xét được thì tương tự thôi, mình cũng phải truy xuất vào cái này đã thì mình mới xét ha. Thì mình có thể viết tắt như sau. Đó là từ cái document này, mình gọi tới cái thằng get element by ID. Mình truyền vào cái demo. Thì bản thân cái đầu này nè, cái khúc này nó sẽ trả về cho mình một cái element. Thì từ cái element đó mình có thể gọi tiếp tới cái thằng là set attribute. Attribute này có tên là data title. Và tham số thứ hai là tham số giá trị. Giá trị chính là cái giá trị biến tạm này nè. Biến tạm này vừa được cắt hai đầu. Ok, run lại ha. Mình sẽ comment lại cái debugger nha, debugger. Rồi, run lại. Đây. Thì lúc này bạn thấy là cái data title ID của mình nó đã có thêm cái data title. Thấy chưa? Là chính là bằng cái chuỗi test 1 cộng test 2. Đó, bởi vì mình chạy vòng for cho nên mình không cần quan tâm có bao nhiêu ha. Tại vì mình có hoàn toàn có thể thêm nè. Ví dụ thằng này bên dưới này mình sẽ cho cái thằng class 4 này á, là test 4 chẳng hạn. Thì tí nữa nó sẽ cộng dồn cái chuỗi lại, nó điền hết vào trong đây, vào trong cái ID demo của mình. Thử nha. Run lại. Đây, các bạn thấy nè, data title của cái demo á, nó đã có là test 1, cách, test 2, cách và test 4. Nó không có dư bất kỳ một khoảng trắng nào ở phía sau cả. Tại vì mình đã trim rồi. Mình đã gọi cái hàm trim để mình cắt bớt rồi. Ok, thì đó là cái cách để mình thay đổi thuộc tính mới. Thì đối với những thuộc tính có tên ngắn gọn như này nè, mình hoàn toàn có thể lấy là truy xuất cái thuộc tính cách hai này, mình hoàn toàn có thể ghi là image.src ha, hoàn toàn có thể ghi như vậy. Cách này nó sẽ hoàn toàn tương đương với cái việc là chấm get attribute src, hai cái này là tương đương nhau. Run lại. Quay trở lại cái console này, mình sẽ thấy là truy xuất cái thuộc tính của cách hai này tương đương đúng không? Bởi vì cái tên này là một cái từ đơn. Nếu như mình gặp cái dạng tên mà dạng như này này, nó có cái dấu gạch ngang đó, thì mình không dùng như vậy được. Tại vì khi mình ghi như vậy nó sẽ báo lỗi này. Mình nghĩ đây là element data title. Ví dụ mình có thể ghi là chấm data title chẳng hạn. Thì chỗ này nó sẽ báo lỗi ngay, tại vì cái tên này là cái tên không phù hợp ha, không hợp lắm trong JavaScript. Thì thường nó chỉ là ghi chấm src thôi. Đó, nói chung là mình chỉ cần nhớ get với lại set là được rồi. Không nhất thiết phải chấm này cũng được, không sao. Chỉ là nó dài hơn một xíu thôi. Rồi, đó là việc truy xuất thuộc tính. Vậy thì trong JavaScript mình có rất nhiều dạng thuộc tính nè. Ví dụ như là cái class này nè. Bản thân cái giá trị class trong JavaScript thì nó cũng là thuộc tính. Chẳng qua nó thuộc một cái loại thuộc tính đặc biệt khác, nó có vạn năng hơn thôi. Nhưng bản chất thì nó vẫn là class. Bản chất nó vẫn là class. Ví dụ như là mình sẽ truy xuất vào cái div, hoặc là truy xuất bằng hình ảnh này, truy xuất bằng hình ảnh lấy cái class này ra thử ha. Để mình sửa tên class đi, class demo chẳng hạn. Đó. Rồi, vậy thì trong đây truy xuất mình đã truy xuất rồi nè, mình đã truy xuất một lần đây rồi thì mình không cần truy xuất lại nữa. Ở đây mình chỉ cần ghi là class của phần tử hình bằng. Thì đầu tiên vẫn là gắn với cái đối tượng này thôi, vẫn gắn với object này. Thì mình sẽ tới là get attribute. Attribute này có tên là class, đơn giản vậy thôi. Rồi, run lại. Sang phần còn sâu ha. Set attribute of null, mình kiểm tra dòng số 10. Dòng số set attribute of null. À, tại vì cái class này mình đã đổi tên ha, cho nên nó không lấy được nè. Ở đây mình phải sửa lại cái class này là giống với cái mình vừa đổi tên này, class demo.
thì nó mới truy xuất được ha. Nếu như không truy xuất được thì chỗ này nó là nó không truy xuất đúng phần tử, cho nên cái phần tử đó sẽ không có cái set attribute. Bởi vậy cho nên là cái chỗ này người ta mới thấy là set attribute of null này. Tại vì nếu như mình biến nó là null đó, null thì mình gọi tới thằng set attribute nó sẽ không hiểu. Sẽ báo lỗi ngay là set attribute of null đây. Đó, như này chỗ này phải cẩn thận ha. Mình phải truy xuất thành công đã rồi mình mới tính tới cái việc mà thay đổi cấu trúc đâm. Rồi run lại. Thì các bạn thấy là ở đây nè, class của cái phần tử hình chính là cái chuỗi, đây là cái chuỗi nha. Chuỗi class demo. Đó, chuỗi class demo. Đơn giản vậy thôi.